Hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 1968. Đoàn ngũ phóng viên của Theo Dấu Giày Show đang có mặt tại Paris, thủ đô và là thành phố đông dân nhất của nước Pháp, để tường trình về các diễn biến quan trọng liên quan tới hội nghị hòa bình của Việt Nam. Buổi sáng nay, các đặc phái viên Hoa Kỳ và Bắc Việt tiếp tục gặp nhau tại Paris để hoàn tất sắp xếp các thủ tục cho cuộc đàm phán với một số vấn đề nhỏ cần được giải quyết. Đại diện của Việt Nam Cộng Hòa, ông Bùi Diễm, đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã tới Paris vào ngày hôm qua và thiết lập văn phòng riêng tại tầng 3 của khách sạn Le Ritz nhìn ra đại lộ Champs-Élysées, chỉ cách địa điểm diễn ra hội nghị khoảng 300 thước. Ông Bùi Diễm đảm nhận vai trò quan sát viên do Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chỉ định. Ông mang theo một đội ngũ 7 người từ Washington. Trong khi đó, tại lãnh sự quán Việt Nam Cộng Hòa trên đại lộ De Villiers ở quận 17 của Paris, các máy điện báo đã được chính phủ Pháp lắp đặt để bảo đảm thông tin từ các cuộc đàm phán được truyền về Sài Gòn kịp thời. Cuộc đàm phán chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Paris sẽ bắt đầu vào ngày thứ Hai. Cảnh sát quốc gia Pháp đang thực hiện các biện pháp canh phòng cẩn mật nghiêm ngặt để ngăn các cuộc biểu tình kéo dài của sinh viên ảnh hưởng đến hội nghị. Các cuộc đàm phán về hòa bình của Việt Nam được dự kiến là diễn ra vào ngày 10 tháng 5. Tổng thống Johnson đã công bố điều này tại Washington vào tuần trước, chỉ vài tiếng sau khi Hà Nội đồng ý chọn Paris làm địa điểm cho hội nghị. Washington và Hà Nội đã đạt được sự đồng thuận sau một tháng tranh cãi về địa điểm. Trưởng đoàn đàm phán của Hoa Kỳ sẽ là ông Averell Harriman, 76 tuổi, đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Tổng thống Johnson. Đại diện chính của Bắc Việt tại các cuộc đàm phán sẽ là ông Xuân Thủy, một nhà ngoại giao chính trị giàu kinh nghiệm nhất của đất nước này. Pháp được cho là đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc sắp xếp Paris làm trung tâm hội nghị. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể của các cuộc đàm phán vẫn chưa được tiết lộ, nhưng có thể sẽ là một lâu đài ngoại ô Paris. Chẳng hạn như lâu đài Seine từng được sử dụng cho các cuộc đàm phán Pháp Algeria. Lãnh đạo của hai phái đoàn Hoa Kỳ và Bắc Việt sau đó đã đến Paris vào ngày hôm qua, ngày 10 tháng 5, để tham dự những buổi gặp mặt riêng với Ngoại trưởng Pháp, ông Maurice Cole de Merveau. Trước tiên, đặc phái viên của Hoa Kỳ là ông Averell Harriman đã đến gặp và được cho là tỏ ra thất vọng trước sự chậm trễ trong việc bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết ông đã đến Paris và sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán hôm nay. Nhưng thay vào đó, các phó lãnh đạo của hai phái đoàn lại gặp riêng để bàn bạc về thủ tục và chi tiết kỹ thuật. Sau khi ông Harriman rời khỏi Bộ Ngoại giao, ông Xuân Thủy, trưởng đoàn đàm phán Bắc Việt, đã đến gặp ông Merveau. Ông Harriman nói với các phóng viên rằng không có vấn đề gì là quá quan trọng được đem ra bàn bạc. Nhưng phía Bắc Việt đánh giá Hoa Kỳ dường như có nhiều lợi thế hơn. Phía Hoa Kỳ cũng thừa nhận điều đó, nhất là ở cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động. Họ cho rằng phái đoàn Hà Nội có thể thuê chỗ ở và cơ sở báo chí lớn hơn nếu muốn. Hoa Kỳ có một đại sứ quán lớn ở trung tâm Paris với phòng báo chí riêng và một trung tâm báo chí tại khách sạn Crillon sang trọng, nơi ông Harriman đang lưu trú. Trong khi đó, phái đoàn Bắc Việt là ở trong một căn hộ nhỏ hơn tại khu vực bờ trái sông Seine. Phóng sự được thực hiện bởi đội ngũ Theo Dấu Giày Show. Nếu bạn quan tâm về diễn biến hòa đàm Paris, hãy ghi danh cùng chúng tôi để luôn cập nhật những thông tin sớm nhất. Bắt đầu show tường trình từ Paris, tháng 5 năm 1968. Thank you.
nhau chung điếu thuốc. Anh hiểu cho tôi dẫu rằng mình nhà bên, nhưng cũng đôi khi mình mơ mộng một lần. Nhưng đêm nằm thương tình thơ này gặp đã 4 năm rồi, hai đứa tôi thương vì chung nhau chí hướng. Tôi kể anh nghe cũng vào mùa sầu
vì đời cùng ngược xuôi chung lối mòn. Ngày anh 20 tuổi, em đôi tám trăng tròn. Đêm lạnh còn chăn đơn gối lẻ, chưa buồn khi canh vắng khép đôi mi. Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như quá mất rồi. Ngày tìm lên tiếng gọi, xui em mến một người. Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Đồ anh vui bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư xanh, bảo rằng sẽ về phố phường. Mừng rơi nước mắt ướt vai người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò, đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ. Bàn tay thon ngón nhỏ, đàn tay rắn sông hồ. Ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thở, thương này thương cho bọn lúc đợi chờ. Tuổi trẻ như quá mất rồi. Ngày tìm lên tiếng gọi, xui em mến một người. Tâm tình chiều nao trên phố nhỏ, khi về lưu luyến mãi phút hẹn hò. Bao thương nhớ từ đổ anh vui bước quân hành. Nửa năm anh viết lá thư xanh, bảo rằng sẽ về phố phường. Mừng rơi nước mắt ướt vai người tôi thương. Tôi đến nơi hẹn hò, đường chiều nghiêng nghiêng nắng đổ. Bàn tay thon ngón nhỏ, đàn tay dẫn sông hồ. Nhẹ dịu nhau trong tiếng thở, thương này thương cho lúc đợi chờ. Ta nhẹ dịu nhau trong tiếng thở, thương này thương cho bao.